Và thưa quý vị, vaccine sẽ cho kết quả thực sự vào mùa đông tới. Giáo sư tiến sĩ Anthony Fauci là bác sĩ bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai cho biết, vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021, vaccine điều trị bệnh nhân COVID-19 sẽ được chứng minh độ hữu hiệu và có thực sự an toàn đối với con người hay không. Ông Fauci cũng đồng thời cho biết, thế giới đang nghiên cứu rất nhiều loại vaccine và sẽ bước vào giai đoạn 3 vào cuối tháng 7 này để được đưa vào phân phối và sử dụng trên thị trường vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Tuy nhiên, ông cho rằng, ngay vào mùa đông năm nay thì mọi người sẽ có câu trả lời rằng liệu vaccine có an toàn và hữu hiệu để ngừa và điều trị COVID-19 hay không. Trong cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Francis Collins là Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia, bác sĩ Fauci đã nói rằng sự tăng vọt số ca nhiễm trong một ngày tại Hoa Kỳ lên đến 57.000 người vào hôm thứ Hai chưa phải là làn sóng đại dịch thứ hai, mà là chỉ là sự hồi sinh đại dịch. Theo bác sĩ Collins thì đợt thử nghiệm vaccine trong giai đoạn 3 sẽ được thực hiện ở 30.000 người, gồm một nửa được chích vaccine và một nửa thì chỉ sử dụng giả dược, có thể bao gồm các địa điểm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.